em tả là chị hai. Chị, em tả mà. Góc 3 chai, lãi 4 chai rưỡi. Cái gì dữ vậy chị hai? Ây da. Chị hai. Em trả mà. Phải nhanh việc cho nhau hơn không? Nhanh. Nè, ngày mai mấy cha già nghỉ hết nha. Làm ăn không được con mẹ gì hết à. Đòi tiền hoài. Thằng Nguyễn này mập quá đi không nổi mày. Ê, làm gì hôm nay có nhiêu đây vậy? Còn 7 rô với 9 giờ mai tôi đòi tiếp. Tháng này mày thiếu tôi 4 lần rồi nha mày. Làm được không? Làm không được tao kêu Út Đẹp nó làm. Út Đẹp. Dạ. Lại biểu. Đó. Nhìn đi. Tôi làm được rồi. Kêu chơi thôi. Dạ. Ra ghe đứng. Mẹ cái thằng Bảy Thọt. Nó giới thiệu mày ngon lắm. Nó nói gì? Ở trên Sài Gòn mày làm gì? Bảo kê nhà hàng hả? Quán bar, quán búp đồ hả? Vậy mà về cái xứ này có mấy đồng bạc bán heo đổ không được là sao mày? Tính lương cho tôi hôm nay đi, mai tôi thu hết. Làm như cứ heo đòi tiền. Đó của mày á, giữ đi, mai tới đúng giờ. Ừ. Làm lẹ đi, nhìn cái gì thằng chó. Mày làm gì hả mày? Bán nhà đền tao có chưa? Còn nghe mắt nhìn tao nữa hả? Mày nghĩ mày. Nè, cái của chị nè. Mua gì đó con? Dì Năm cho con như cũ. Lòng heo tiếp hả? Con bé Mai dạo này nó lớn ghê ha. Của con 30. Người gì đâu mà kỳ cục. Kệ nó đi, tánh nó vậy đó. Thứ đòi nợ mướn á hả? Ai ưa? Không biết từ đâu chui ra nữa. Nó một thân một mình về đây, đẻ con rồi nuôi con ăn học. Không biết thằng cha của nó nhỏ là ai nữa đó. Trời đất ơi, chữa hoang. Mà cha với chồng cái gì? Bà nói vậy á, chứ mình không ở trong hoàn cảnh của nó, cho nên mình không hiểu. Tôi thì tôi thấy tội. Để nó. Tôi trả cho mày ăn chưa? Tao nói cho mày nghe, ở cái chợ này mà không có tao đó thì tụi mày cũng không làm ăn gì được đâu. Khi nào đưa đi. Để tôi bắn được tôi gửi trả cho. À. Tao cho mày một ngày, không có thì biết. Không cha, cái đồ con quan, đúng không tụi bay? Mai!
Tụi mày làm gì vậy hả? Đi học về sao không về? Ở đây làm gì hả? Cái đồ đồ nợ mương. Cái đồ lưu phải xiết nợ. Trời, bà làm gì tôi? Trời, cái thằng này. Con có sao không Mai? Hả? Không. Mấy cái đứa này còn nít quỷ không à. Biết là nợ nó hả? Hồi nào? Tới chạy kìa. Có sao không? Không. Con xuống đây làm gì? Đi lên học bài đi. Ở đây để ý lo. Mau lên. Rồi. Nè. Món ruột của con đó. Ấy. Ruột này hình như chưa chín á. Thêm chút nữa mới đúng rồi. Ruột kiểu quý hai chứ. Ăn đi. Đâu vậy? Ý, mùi nào? Người ta nấu đó. Bình đặc. Học bài xong chưa? Năm nay là thi cuối cấp rồi đó. Giờ mà con có làm bài chưa xong đi nữa thì hỏi được ý chắc. Ăn đi, cái gì này cho nghe. Hay nhất. Mày đâu? Hả? Mày đâu? Mày ra đây tao đập mẹ cho mày luôn. Thằng em tao. Tao chỉ thiếu nợ mày thôi.
què cho nó hả? Mày ngon mày ra con sâu mày đâu ai? Con khốn nạn! Lần sau tao quay lại, tao đốt nhà mày luôn. Nè, phải can đảm lên. Nếu có sợ á, con cũng phải gắng mà gồng lên. Bởi vì sợ không có làm được cái gì hết á, nó chỉ là cảm giác thôi. Còn cái thằng hồi nãy á, nó mới là thiệt. Nên không được sợ nha. Đi ăn cơm. Rồi, ăn cơm đi. Chà, cá thu kho khóm hả? Để ý thử coi. Cũng được quá ha. Con đi mất cá bẻ của Lan Bình đó. Con đi đâu ra đó? Trốn học nữa hả? Ý, hôm qua chủ nhật mà. Tối ngày học không lo học, đi chơi khắp nơi. Bụng muốn lớn lên giống Ý hả? À mà tiền ở đâu mua cá kho vậy? Bà xách một lì xì á. Bà nói hả, hồi xưa Ý thành nợ bà mấy lần. Cái nhà đó tăng quát, có cái thỉ gì đâu mà xiết. Phải cho con giữ đi. Ý, bà nói con theo bà coi bè. Chấp bả. Chấp bả là cái gì? Thì chấp bả là giá lưới đó. Chưa kể bỏ chừng 2 triệu ra mua cá giống và đóng cho nguyên cái lồng gì nè, xài bè ké. Mà hơn một tháng còn lãi được 3-4 triệu là chuyện thường luôn. Thôi thôi đi cô hai, cô lo tập trung học hành giùm tôi một cái đi. Ở đó mà chấp bả. Cô ăn với bả của bả rồi hả? Nhưng mà con chán học lắm rồi. Tối ngày vô lớp bị nó đánh chửi. Được con quan, được cái xiết nợ. Ngày miết mọn cái tài. Ý đi làm bài cá đi. Con không cần đi học nữa đâu. Con phụ Ý, con chịu khổ được. Nhưng mà chỉ cần Ý không đi làm giang hồ, không đòi nó muốn nữa thì cái gì con cũng chịu được hết đó. Con coi lại cái xác của con đi. Hả? Con nhắm con làm được mấy bữa. Ý làm gì thì kệ Ý. Miễn sao Ý nuôi con ăn học được là được rồi. Con muốn sống bằng tiền xiết nợ. Phải đánh răng rồi mới được ngủ đó.
hai. Chị đi bác sĩ đi còn kịp đó. Không là phải nào. Đám chó ngoài kia nó chỉ sợ hai Phượng thôi. Đâu? Sao ảnh? Ở đây á, chơi được á thì tiếng, còn chơi chó thì biến. Nhớ là sao nha ai Phượng? Chị phải làm gì ạ? Buông ai? Đâu có chuyện gì đâu, chị nhỏ mà. Người chơi tiếp đi. Chị chơi lên nhà đi em. Hy sinh nào thì cũng đau. Quan trọng là mình hy sinh vì cái gì thôi. Này cũng làm quỷ làm ma vậy lắm mới siết được của ông ta phải không? Cầm thiện trai loại tháng 3,5 xị. Tôi cần 2 chai. 2 chai mày lên Sài Gòn mày cầm đi. Nghĩ sao ba cái đồ quỷ này mày cầm tao 2 chai? Tao có tuổi chứ đâu có lẫn mày. Nó tiền không có mà chuột mà đòi cầm chứ cho nhiều. 2 chai là để con Mai nuôi cá bè. Để tao coi lại đó nha. Cái hộp này là cái hộp lộ dởm nhất ha. Còn mấy cái hộp nhỏ này ngoài tao cài tao làm cái gì? Tao cài ra tới tao hộp cơm. Ê, ăn cắp kìa, ăn cắp. Bà kia, bà làm cái gì vậy? Nó là con nít mà. Nó là con nít quỷ chứ con nít gì? Coi nè, tàn chứng nè, con chó nè hả? Mai, cái bóp ở đâu ra vậy? Con lụm dưới đất lên. Lụm? Ở đâu mà lụm? Ở đâu sẵn mà lụm? Trời đó. Trời. Đó, thấy chưa? Trời, hên quá. Chưa có mất cái gì hết á. Cái con nhỏ này, mày mới cái bà lớn à. Mà mày ăn cắp bóp rồi hả? Cô giáo mày dạy mày vậy đó hả? Đó, thấy chưa? Mai, nói với ý nghe, con có ăn cắp không? Không, con lụm dưới đất lên. Em phải tin con. Em phải tin con. Đó, bà thấy chưa? Cái thứ đòi nợ mướn hả? Tội cái gì mà tội. Nè, kiểm tra trong túi nó coi, còn gì không? Trả cho bà Năm. Đúng rồi, về mà dạy dỗ nó lại đi. Không thôi thì thưa công an bắt nó cho rồi đi. Ừ, đúng rồi đó. Mẹ, con biết dạy con gì chơi tập tui. Kêu công an bắt nó đó. Thôi đem nó lên công an cho rồi đi. Đúng rồi, nó liền quá mà. Không nhận nữa. Mày mở túi ra coi. Không, con không có ăn cắp. Sao em không tin con mà ý tin người lạ? Con ghét anh. Mày, mày chạy chè mày lớn, mày chạy chè gì đó? Trời ơi, chạy lại tội có mất gì không? Đang buôn bán vậy đó. À, lanh quá. Cái bóp này tôi cầm đi mua rượu té rớt, con Mai nó lượm giùm. Tôi chưa có nói gì thì bà không, ông thiện là thôi đi về. Chết đi. Giờ sao? Chắc giá 1,5 triệu nha. Tao cầm là cầm giùm mày thôi đó, mày mở hàng lại giùm tao á. Chứ tao không bao giờ mà tao cầm cái giá này đâu. Thiệt luôn đó. Chợ ế mà có chuyện hoài à. Thôi tao ghi giấy cho. Gái. Tôi không cầm nữa. Hả? Trời đất ơi, buôn bán kiểu này chắc tao kiển lên Sài Gòn tao bán quá à. Mai, nhà tôi không có đây.
Bye.
Chị ơi chị có thấy một bé gái mặc áo màu xanh với hai người đàn ông không? Không, sáng giờ tôi không thấy. Mai ơi con đâu rồi? Đứa trẻ áo màu xanh với là hai người đàn ông không? Sài Gòn không á, đó những cái chiếc đó đó, mà chừng tiếng nữa nó cũng lên Sài Gòn này cô. Trời ơi, đúng rồi đó cô. Cô lại đánh cô hỏi cô làm sao cô? Anh ơi, anh ơi, xe này về Sài Gòn không anh? Xe này đi Cà Mau bà nội. Cảm ơn anh. Có chị Hai Phượng cần gặp. Chị Hai. Trời đất,
Chị Chu đâu ra vậy? Con Mai bị bắt cóc. Mày kêu thằng Hùng Lửa đi vòng vòng. Hùng Lửa em chị, nó vô chạy nằm từ lâu rồi. Uống đi. Cả chục năm rồi chị hai. Tôi bây giờ đâu phải là đàn em của chị nữa đâu. Bắt cóc con nít hả? Thì lên công an mà trình báo. Chị uống nước phèn nhiều quá, chị quên hết luật rồi sao? Với lại bây giờ tôi là chị hai rồi, tôi cũng phải lo cho đàn em của tôi nữa chứ. Mày giúp tao lần này, tao hỏi được tao đi liền. Nghe nè, bọn năm rô bây giờ chiếm hết khu gầm cầu rồi. Còn khu Tôn Đảng thuộc về con Thanh Sói. Thanh Sói? Là con nào? Nó vừa về đây khoảng 6 năm thôi. Nghe đâu cũng chơi với toàn thứ dữ. Ở Campuchia, ở Tàu. Vừa về đây là lấy số má liền. Tầm cỡ với năm rô, còn bị dặn mặt mà. Mà chị biết tại sao gọi nó là Thanh Sói không? Vừa dữ, vừa khôn. Bây giờ chị làm ơn về giường giùm tôi một cái. Không thôi, tôi lại bị bả lấy theo. Sinh ngày 30 tháng 11, 2008, nguyên quán ấp Châu Thành A, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Vĩnh Long. Từ từ. Lê Huỳnh Thi Mai. Tiếp. Sinh ngày 30 tháng 11, 2008, nguyên quán. Nè, từ từ chị. Tôi mà ghi sai, cảnh sát tìm sai người là nguy hiểm lắm đó. Mà chậm một giây nào thì mạng sống của con tôi còn nguy hiểm gấp 100 lần. Anh biết không? Chị phải bình tĩnh. Tôi phải ghi rõ ràng như vậy thì sếp Lương mới biết mà điều tra chứ. Nè chị, chị cứ yên tâm đi. Sếp Lương của tôi là thành tích đầy mình. Chắc chị còn nhớ cái vụ án đường dây ma túy Sài Gòn Hải Phòng năm 2009 đúng không? Chính là sếp Lương của tôi một tay triệt phá đó. Vừa ra trường, sếp Lương của tôi đã xung phong đi đánh án. Vài năm sau, sếp phá thêm vài vụ án nữa, trở thành đội trưởng đội phá án. Chưa kể vô số nhỏ lẻ, mấy cái vụ giống như là giết người, cướp của. Không có gì mà không giải quyết được. Nên chị cứ yên tâm là chúng tôi sẽ tìm ra bé Lê Huỳnh Thi Mai sớm thôi. Ở đây có thuốc đau bụng không anh? Không. Cô bụi đau thiệt hả? Để đi lấy thuốc cho. Cảm ơn. Ngồi yên ở đây nha.
Đây là chuyên án liên quan tới cả đường dây. Bọn chúng hoạt động rất là thông minh và có tổ chức. Sếp cho em thêm thời gian đi. Nếu như bây giờ bắt mấy đứa tôm tép như vậy thì chẳng khác gì bứt dây động rừng. Em hiểu, nhưng chúng ta cần chấm dứt triệt để đường dây thì người dân mới an lòng. Em sẽ cố gắng bám sát rồi báo thông tin về cho sếp sớm. Sếp yên tâm. Ủa, chào sếp Lương. À, có một cô bé vừa bị bắt cóc ở Trà Vinh. Mẹ cô bé đang trong phòng chờ. Mà độ tuổi cô bé này á trùng khớp với độ tuổi mà chuyên án chúng ta đang theo dõi. Nhìn mẹ cô bé căng thẳng lắm. Ủa, nãy gì chưa? Em bút ráp mang qua. Ủa, cô ta mới đây mà. Ở đâu trời? Kể lại cho tôi nghe từng câu cô ta nói. Dạ. Mở cửa. Mở cửa. Có ai ở nhà không vậy? Chờ chút. Cô Kim Mai. Dạ, tôi cần tìm anh Nguyễn Chánh Trực ạ. Tôi có việc cần hỏi gấp lắm ạ. Lâu rồi, nó không có về đây. Cô đi đi. Dạ, cô này. Cô làm gì vậy? Tôi đã nói nó không có sống ở đây. Cô làm ơn đi chỗ khác kiếm đi. Không, tôi có việc cần hỏi anh ấy gấp. Bà kêu anh ấy ra đây cho tôi. Cô làm cái gì vậy? Con gái tôi bị bắt cóc. Tôi muốn biết tụi nó đem con gái tôi đi đâu. Tôi không biết. Chớp, anh ở đâu? Anh ra đây mà. Không có nó ở nhà mà. Cô đi đi. Tôi kêu công an bây giờ đó. Bà cho tôi hỏi một cái tôi đi liền. Tôi không có biết. Cô đi đi. Má lên đi, để đó tôi giải quyết. Trời, mày xuống đây làm gì vậy? Đi lên đi. Cô đi giùm tôi đi. Mày là ai? Muốn gì chứ hả? Tụi nó là ai? Hả? Tụi nó đem con gái tao đi đâu rồi? Liên quan gì đến tao? Chỉ có mày mới biết con bé đang ở đâu thôi. Nói mau. Con tôi nó không có biết gì hết. Cô đi đi, tôi lại cô. Cô đi đi. Con tôi bây giờ nó làm ăn lương thiện rồi. Tại sao mấy người không tin chứ trời ơi. Cô đi đi. Chết. Bà tránh ra đi. Trời ơi. Trời. Đừng lại. Dừng lại. Trật ơi. Không được nữa. Trời ơi, trời.
tao lại mày là chết người đó Trực ơi. Dừng tay. Dừng tay lại. Trực ơi. Tôi chỉ còn có mấy tiếng nữa thôi. Trên xe tải có là mổ sống. Một khi đã xuống qua xe lửa là cô sẽ không bao giờ thấy lại được tụi nhỏ nữa đâu. Khu tôn đảng. Trước tiệm tạp hóa có một thùng nhựa 5 lít trộn có bóng đèn. Tôi không biết tàu đi là tàu nào trong 6 chuyến tối nay, nhưng bắt buộc phải tập kết ở sông Thần lúc 2 giờ. Sau đó chuyển sang xe tải ra cảng Quy Nhơn. Trời ơi, cái bà này có trước có sau. Mua gì? Mua nước. 10k. Hình như phải tới giờ này mới dễ gặp được anh. Anh muốn gì nữa đây hả? Nhiều đây. Có quá sức với con quay này không? Cũng rành rọt quá ha. Hồi xưa con quay này là con quay chiến. Giờ chỉ đỡ đi bộ thôi. Con đống này. Đống đó của con sushi bar. Vậy của sushi bar đâu? Anh Lương nói bây giờ nghe kể về câu chuyện săn hổ chứ. Ngày xưa ở trên xóm củi có một ông chuyên săn hổ ở miền U Minh. Ông kể nhiều chuyện hay lắm. Thường người ta chỉ săn hổ đực, tránh đụng hổ cái. Nhất là mấy con đang nằm ổ dưỡng con. Tụi hổ cái khi con đói nó liều mạng lắm. Săn mồi ngang nhiên bất cần. Nhiều khi theo dấu, thợ săn mò giờ được tận ổ. Dễ hốt lắm. Nhưng người ta vẫn khôn hồn vác tay không về. Anh biết tại sao không? Đừng bao giờ đụng vào một con hổ cái đang dưỡng con. Nó sẽ không bao giờ quên được chuyện đó trong suốt phần đời còn lại.
nó sẽ mò tận về nơi người sống. Chị đã triệt hạ đúng thằng chó nào đã bắt con nó. Tối qua, ngày 2 tháng 3 trên địa bàn quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra một vụ bắt cóc. Nạn nhân là một bé gái 5 tuổi đang đứng trước nhà chơi. Mới đây, mạng xã hội xôn xao vì người ảnh tiếp ghi lại hiện trường bắt cóc. Con quay của anh vẫn còn chạy ngon mà. Cứ giữ như vậy đi, lại tốt. Đi. Là sao trời? Diệu tướng. Ê con kia, đi đâu vậy? Đi chỗ khác chơi. Mày đâu rồi? Tám đứa này nữa là mình được 30 đứa. Lô hàng trên này rất là lớn. Nhưng mà em sợ tụi công an. Cứ làm như cũ. Đến chỗ bẻ ghi đúng thời điểm cho tao. Nhưng coi dọn dẹp đi. Trái em lưng là bỏ kìa. Con tao đâu? Thank you.
tao đi, thả con gái tao ra. Mọi thứ đều như cũ. 2 giờ sáng. Tàu VND 053171. Gặp tàu đó. Con nhà võ học để biết tự vệ nè. Quèo đây nhìn thẳng mắt ba nè, không được chớp mắt, đấm mạnh, đứng lên. Đời không ai đỡ con vậy đâu. Đứng lên. Đứng lên. Cô nằm nghỉ đi, đợi tôi điền xong 800 cái phiếu này đã. Hỏi gì trả lời đó, đừng có chết là được. Cô làm ơn đi, tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi? 1-2 tháng gì đó. Hả? Không, 1-2 tiếng. Tôi không thể nào nằm ở đây được, tôi phải đi liền, tôi phải đi liền. Cứ nằm yên đó cô, chưa có được đi đâu. Cô ơi, tôi phải đi liền, cô làm ơn đi. Làm cái gì vậy? Nè, cô không hiểu đâu, tôi phải đi ngay mà. Bình tĩnh lại. Bình tĩnh, để tôi kêu bác sĩ. Nằm yên đó. Anh Lương. Anh Lương. Anh Lương. Anh Lương, cô ta trai mình lạnh lùng, hồng nhan bạc phận. Sao chúng ta khó gặp nhau quá vậy? 2 lần rồi. Lê Minh Lương, anh là người phụ trách theo dõi vụ án bắt cóc con gái tôi đó phải không? Còn cô là người đốt vụ Trường Ngọc Bích 8 năm trước. 10 năm. Chắc lúc đó anh chưa đoàn nghề đó hả? Cô sai rồi. Tôi là người xin ký lệnh để thả cô ra. Bây giờ anh muốn gì ở tôi? Hả? Tại sao anh lại giữ tôi đây? Cô quậy như vậy là đủ rồi. Ở yên đây, để cảnh sát chúng tôi giải quyết xong mọi chuyện. Quậy? Anh không hiểu à? Tụi nó bắt cóc con tôi phải đi cứu con bé, anh không có quyền giữ tôi ở đây. Tôi có trách nhiệm phải bảo vệ an toàn cho cô và những người khác. Và chúng tôi đang nghi ngờ cô đang gây rối cơ quan chức năng. Và cô còn phải trả lời nhiều câu hỏi nữa kìa.
gây rối. Còn Thành Sói, thằng Sáu Thẹo và cả đám tụi nó, tụi nó đang giữ một đám con nít ở ngoài đó và ngay cả con tôi. Anh không hiểu hả? Anh không thấy hả? Chúng tôi vẫn đang điều tra, nhưng không có dấu hiệu gì là con gái của cô bị bắt cóc cả. Anh nói vậy là sao? Cô đến nhà Trực, cô tấn công anh ta, rồi cô hỏi địa chỉ. Chúng tôi tìm thấy cô, cô xích chích đuối ngoài kia kìa. Anh phải tới đó, anh phải tận mắt chứng kiến. Tôi đã thấy những đứa trẻ và tôi đã thấy con Mai. Anh hiểu không? Chúng tôi đã đến, nhưng không có gì trong căn nhà đó cả. Bọn bắt cóc không, bọn trẻ cũng không luôn. Không, tôi phải đi ngay. Tôi không thể ở đây được, tôi phải đi ngay. Nghe nè, tụi nhỏ vẫn đang an toàn. Tôi biết cô đang rất là lo lắng, nhưng chúng tôi đang cố gắng hết sức để giúp cô. Vì vậy, cô nên ở yên đây, để cảnh sát chúng tôi lấy thêm lời khai, làm rõ vụ việc. Tôi xin anh, tôi không thể nào ở đây thêm một bất cứ một giây phút nào. Cô ở yên đó. Nằm xuống đi, nằm xuống đi. Bình tĩnh, nhà đứng đâu hết á. Nằm xuống đi. Từ từ thôi. Thấy không? Xúc sổ tùm lum hết trơn à. Ây da. Chị Trang đúng không? Họ có nói cho chị biết tại sao tôi xém chết rồi vô đây nằm không? Giải thích lên phường. Chắc nãy giờ chị cũng nghe rồi. Tụi nó bắt con tôi, rồi muốn sống con nhỏ, cứ buộc gan phèo phổi đem bán. Đến bây giờ nó sống chết ra sao tôi cũng không biết nữa. Nhưng có con gái không? Không, đẻ toàn được rửa không à. Chắc con chị hạnh phúc lắm. Tụi nó có được người mẹ vừa siêng năng, vừa thương, vừa chăm sóc cho tụi nó. Không mới giống như tôi. Tôi đúng là một người mẹ tội. Nói bảo vệ con mình thôi mà tôi không làm được. Để cho con nhỏ bị bắt cóc. Thôi được rồi. Cô có coi phim Mỹ không? Tất cả làm xuống, nhắm mắt lại. Đừng sợ hãi, đừng sợ hãi. Đứng nghe. Đông mu. Đứng nghe. Đông mu. Đứng nghe. Đông mu. Đông mu. Đông mu. Chị Phượng, bình tĩnh lại. Chuyện gì cũng có thể giải quyết. Bây giờ chị muốn gì? Giờ muốn gì? Bây giờ anh muốn gì? À, tôi muốn cứu cô. Ai mượn? Nằm xuống. Nằm xuống. Nằm xuống. Này. Mọi người hãy cùng hợp tác. Nếu thành công, chúng ta sẽ kỷ niệm đẹp như phim. Đứng im. Ủa sao mang gì quá vậy? Đứng im. Sao mang gì quá vậy? Biết đâu. Bây giờ sao? Bây giờ sao? Sao không giống tôi tưởng tượng gì đơn như này à? Bây giờ sao? Tôi đi vô vậy. Không. Đứng im. Lùi lại. Cứu tôi. Bây giờ cứu đi. Cứu tôi. Hãy nói với thằng được rửa của tôi. Anh lớp đẹp sống á. Để cho cô ta đi. Cảm ơn chị. Chúc cô may mắn. Anh hai.
suốt ngày giao du với đám thanh niên đầu đường xó chợ, về nhà rồi hỗn láo bất dạy. Từ nay về sau tao cấm mày không được gặp mặt thằng đó nữa, nghe rõ chưa? Yêu mà cũng cấm hả? Tôi yêu ai thì quyền của tôi sẽ tự chịu trách nhiệm. Đi xuôi về mà đâu nữa. Hoàng, em nghĩ bây giờ chắc tàu cũng chạy rồi đó. Hai anh gọi bác Tâm giùm em đi. Em nhớ bác Tâm hồi xưa cũng làm bên đường sắt mà. Bác Tâm gì mà bác Tâm? Ông chết từ năm ngoái rồi. Lúc ba mẹ mất mày còn miệt tâm miệt tích mà. Anh Hai, con Mai nó là tất cả những gì em có. Em cùng đường rồi em mới tìm về đây kiếm anh. Nhiều khi nó bỏ đi nhìn lại tốt. Làm con nuôi ai đó còn tốt gấp ngàn lần cái ngữ mẹ như mày. Mày còn không biết nó là con của thằng nào đúng không? Người ta bắt cóc cháu anh rồi mổ sống nó, anh thấy vậy mà được hả? Con anh chưa đẻ mà anh hãy làm đức cho nó với chứ. Niệm đi, tao nói cho mày nghe, gia đình gia cháu mày không chịu, bỏ đi làm theo hồ đám đám. Lúc ba còn sống mày có dám mọi giờ đi xin sao không? Con Mai nó bị bắt thì cũng là do mày. Cái thứ bẩn thỉu như mày chết đi là vừa. Địa ngục có một thằng dành riêng cho mày á. Phải, tôi là đồ bất hiếu. Vậy đó, thì sao? Tôi bỏ nhà ra đi, tôi không nghe lời ba má. Ba má chết tôi không dám về nhà. Tôi là thứ giang hồ đầu đường xói chợ, là giặc cái chữa quan, là một người mẹ tồi. Giờ không biết nhục còn ngồi về đây kiếm anh. Ngữ mẹ như tôi chết đi cho rồi anh muốn vậy đúng không? Phải, là tôi sai đó. Cứ mỗi đêm trước khi nhắm mắt tôi đều cảm thấy hối hận về tất cả mọi thứ kìa. Ngay cả việc tôi được sinh ra. Nhưng tôi nói cho anh biết, sinh con Mai ra và được làm mẹ của nó là điều đúng đắn nhất mà con Hai Phượng này đã từng làm. Tôi sẽ đem con bé về bằng bất cứ mọi giá. Cho dù tôi phải hy sinh cả cái tính mạng này, tôi cũng sẽ phá nát cái đường dây đó cho anh xem. Anh hãy chống mắt lên mà xem. Tôi theo vụ này đã 3 năm rồi. Đây là một đường dây quốc tế. Toàn bộ kéo dài từ đèo Hải Vân và tới Cà Mau. Khi thì chuyển hàng từ Quy Nhơn, khi thì Cam Ranh, rồi Đà Nẵng, Đủ Cà, rồi đi thẳng qua Lào, rồi tiếp tục đi qua các nước. Ở mọi tỉnh đều có anh em chúng tôi trực tiếp tham gia. Anh biết rõ như vậy, sao anh không tóm khẩu tụi nó hết đi? Không dễ gì đâu. Chúng tôi cần có đủ tang chứng để phá cả đường dây, chứ đâu phải với vài thùng đá chứa nội tạng hoặc vài vụ bắt cóc con nít tại trận. Tất cả đều không kết nối được với nhau. Như vậy là chưa đủ, chưa kể là bước dây động rừng.
Giờ anh theo tôi làm cái gì? Bây giờ tôi biết. Tao vừa rời ra Sài Gòn khoảng 10 phút trước. Chúng ta đang ở Bình Triệu. Bây giờ cô bắt xe ôm từ đây về tới số 1 Nguyễn Thông. Cả 45 phút. Bọn chúng như những con bạch tuộc, chặt đứt giò này lại mọc ra giò khác. Có người đã mất con đến 2 lần. Nhưng đây là cơ hội để chúng ta chặt đứt các giò của chúng. Và chỉ có cô mới biết chuyến tàu đó là chuyến tàu số mấy. Cô còn gì để mất? VND 053171. Khoan đã, cô bình tĩnh lại đi. Anh làm gì vậy hả? Cô không được tự ý hành động như vậy. Trên đó là con tôi, nó là tất cả những gì tôi có. Tôi sống là vì nó, tôi không thể quất nó, anh hiểu không? Tôi hiểu, nhưng như vậy là quá nguy hiểm. Cô để tôi gọi viện trợ. Viện trợ? Tôi phải lên chiếc tàu đó. Nếu mà bây giờ anh muốn cản tôi á thì anh hãy bắn tôi chết đi, còn nếu không anh hãy tránh ra. Thank you.
sư cùng năm mà bị bệnh nặng đó. Quay lên trên coi cái chuyện gì. Mày đi đi kìa. Thôi mày đi. À là bài đen ngon. Còn một lũ làm biến. Lại đây. Đỡ ba, ba đi mẹ đi. Còn một cây số nữa. Và vị trí. Dạ, ok chị đại. Tụi bay đã tới chưa? Dạ, em đã vô vị trí. Còn 800 mét nữa. Sẵn sàng đi. Nghe không? Ram, mày đâu rồi? Ram, Ram. Khớp nối, coi thằng Rob sao chưa bé cần. Ok chị Đại. Mày nữa hả? Cũng lì quá ha. Coi lần này mày chịu được bao lâu. Ah!
bé đi. Ok, cắt. Chuẩn bị giao hàng. Học võ là phải chịu đau và phải biết tự mình đứng lên sau mỗi lần té ngã. Nhờ con gái mày hả? Nó không xài được nữa rồi. Mày lết được tới đây là giỏi lắm. Nhưng mày vào nhầm chỗ rồi. Đứng lên. Tốt. Luôn có phần thưởng dành cho những kẻ chiến thắng được nỗi sợ của mình. Tới nhầm chỗ. Nhưng mày đã bắt nhầm con tao rồi.
tới, không kịp tới. Yên phải thôi. Nên nói với con là yêu thương con nhiều lắm, con biết không mày? Con hoàn cảnh ý tình con nha. Ý tình con rồi. Ý xin lỗi. Tại mà chuyện này nó mới xảy ra. Con xin lỗi ý. Ý đã dạy á, nó đừng có sợ. Ý gồng lên. Sợ chỉ là cái cảm giác thôi. Con vẫn sợ. Con có dũng cảm đúng không mày? Mày không. Con dũng cảm lắm. Con làm đúng rồi. Con phải sợ. Con bắt buộc phải sợ. Bởi vì chỉ có khi vượt qua nỗi sợ con mới dũng cảm được. Con biết không? Con đã làm được điều đó. Con cũng nói bạn Ngọc vậy á. Bạn nó vẫn sợ à? Hay là ý đồ bạn nó về nhà đi, với lại mấy bạn khác nữa. Ở đây ai cũng sợ hết á. Ai? Con nói ai? Đội một ở đây kiểm soát tình hình, còn lại theo tôi. Đó. Dành cho đứa con gái dũng cảm của Ý, con đợi Ý nha. Xúc xúc. Ừ.
phong tỏa khu vực này, kiểm tra tất cả các toa tàu còn lại cho tôi. Ơi! Sau nhiều năm điều tra, theo dõi, cơ quan cảnh sát vừa phá thành công vụ buôn bán trẻ em lớn nhất khu vực phía Nam. Tại hiện trường, cơ quan công an đã giải cứu hơn 20 em bé và bắt giữ 12 đối tượng trong đường dây bắt cóc, buôn bán trẻ em ra nước ngoài để lấy nội tạng. Đây là một chuyên án đặc biệt khó khăn, bằng những hoạt động của tổ chức và thủ đoạn cực kỳ tinh vi, trải rộng trên nhiều địa bàn. Cùng với cái tinh thần quyết tâm của chúng tôi, và cuối cùng đã phá được đường dây, đưa các em nhỏ trở về nhà với gia đình an toàn. Trong chiến công vang dội này, không thể không nhắc đến một người hùng, chị Lê Huỳnh Ngọc Phượng. Từ một người mẹ mất con, chị đã can đảm mưu trí lần theo dấu vết của bọn bắt cóc, phối hợp hiệu quả cùng các chiến sĩ công an. Má tôi đó. Mẹ, tặng bạn nè. Cảm ơn. Con ơi, đi về con. Cảm ơn cô ấy chỉ cần nghỉ. Dạ. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Mai, từ từ thôi con. Ý con Đình Bảo tặng cô Hai Phượng. Con chúc cô mau khỏe. Con chúc cô và bạn Mai luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Hay quá hả Ý? Ý, Ý đỡ đau chưa? Ý về nhỏ cho con nha Ý. Con muốn làm anh hùng giống như Ý vậy á. Con sẽ đánh hết bọn người xấu để hả bọn người xấu đó không bắt cóc nữa. Được không Ý? Học võ cũng được, nhưng mà con phải chịu đau. Và nhất định phải lấy.
trăng tan trên sóng bên sông nghèo, râm ran như tiếng sóng trong lòng ai nhớ thương con. Bao thương bao khó bao mong chờ, đôi tay ai lấm lem mong một mai thấy tương lai. Này con có thấy trăng tròn như lòng ta mong tìm con bằng đường xa, cho dù qua bao lo lắng đêm trường, dù mưa hay ai rơi lệ, lệ mừng vui lệ gặp nhau, giang vòng tay ôm nồng say. When it